Cô thân mến chào tất cả các em học sinh khối 6. Cô chào chúng ta, hôm nay sẽ tiếp tục học chủ đề 2 với tiết 7 là học đọc nhạc. Cô mời các em chúng ta bắt đầu bước vào hoạt động thứ nhất, tìm hiểu bài đọc nhạc số 2. Đây là một bài đọc nhạc với tính chất hát là moderato, có nghĩa là khi chúng ta hát sẽ hát với tốc độ vừa phải. Bài đọc nhạc có 4 tiết nhạc. Tiết nhạc thứ nhất gồm 4 ô nhịp, tiết nhạc thứ hai 4 ô nhịp, tiết nhạc thứ ba 4 ô nhịp và tiết nhạc thứ tư cũng 4 ô nhịp. Như vậy tất cả bài sẽ là 16 ô nhịp. Và cô chờ chúng ta cùng đọc tên nốt nhé. Các em thử nhớ xem cho cô nốt đầu tiên là nốt tên gì nào. Nốt đầu tiên là nốt son, son, mi, son, mi, đô, mi, son. Chúng ta qua tiết thứ hai. Son, son, mi, son, fa, mi, re, mi. Tiếp tục tiết thứ ba. Son, son, mi, son, mi, đô, mi, son. Như vậy chúng ta thấy tiết 1 và tiết 3 là giống nhau. Cô mời các em tiếp tục đến tiết cuối cùng. Đố, đố, si, la, son, la, si, đố. Cô mời các em cùng đọc lại lần nữa với cô. Son, son, mi, son, mi, đô, mi, son. Tiết thứ hai. Son, son, mi, son, fa, mi, re, mi. Tiết thứ ba. Son, son, mi, son, mi, đô, mi, son. Tiết cuối cùng. Đô, đô, si, la, son, la, si, đô. Các em cố gắng nhớ vị trí tên các nốt nhạc nhé. Cùng mời các em cùng lấy giấy nháp ra, chúng ta cùng tìm hiểu một số câu hỏi để hình thành kiến thức mới ở bài đọc nhạc số 2 nhé. Câu thứ nhất, các em cùng tìm hiểu cho cô nào. Bài đọc nhạc số 2 viết ở nhịp mấy? Câu 2, bài đọc nhạc chia làm mấy câu? Câu 3, bài đọc nhạc sử dụng ký hiệu âm nhạc nào mà em biết? Câu 4, bài đọc nhạc sử dụng trường độ là những hình nốt nào? Cô cho các em 10 phút, chúng ta cùng bắt đầu làm bài nhé. Mười phút đã hết rồi các em. Cô mời các em cùng kiểm tra lại đáp án với cô nhé. Câu 1, bài đọc nhạc số 2 viết ở nhịp mấy? Theo các em thì bài đọc nhạc số 2 sẽ viết ở nhịp 2, 4, đúng không nào? Câu 2, bài đọc nhạc chia làm mấy câu? Theo các em thì sẽ chia làm mấy câu nào? Cô sẽ chia làm 2 câu. Như vậy bài đọc nhạc số 2 này mình sẽ chia làm 2 câu. Câu 1 có 2 tiết nhạc và câu 2 cũng sẽ có 2 tiết nhạc. Câu 3, bài đọc nhạc sử dụng ký hiệu âm nhạc nào mà em biết? Thì đây, trong bài sử dụng dấu lặng đen. Câu 4, bài đọc nhạc sử dụng trường độ là những hình nốt nào? Theo các em thì sẽ sử dụng những hình nốt nào? Nè, 1 là hình nốt đen, 2 là hình nốt móc đơn và 3 là hình nốt trắng. Những kiến thức này chúng ta đã được học ở cấp 1. Cô mời các em cùng luyện đọc gam đô trưởng. Chúng ta sẽ đọc từ đô lên đô và sẽ đọc ngược lại từ đô xuống đô. Thank you.
Cô mời Kem cùng đọc quãng 3 dựa theo gam đô trưởng đi lên và đi xuống. Em cùng đọc các âm ổn định của gam đô trưởng. Cô mời Kem cùng luyện tập âm hình tiết tấu bài đọc nhạc số 2 với cô nhé. Cách thứ nhất chúng ta sẽ đọc là đen đơn đơn đen 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 lặng. Cách thứ hai chúng ta sẽ đọc là ta ti ti ta 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 lặng. Cô mời các em bắt đầu thực hành đọc bài đọc nhạc số 2 nhé. Chúng ta cùng nghe đàn mẫu câu 1. Các em cùng nghe lần 2 nhé. Cô mời các em cùng đọc câu số 1. Chúng ta cùng đọc lại câu số 1 lần nữa. Cô mời các em tiếp tục tập qua câu 2 nhé. Chúng ta cùng nghe đàn mẫu câu 2. Các em nghe lại một lần nữa nhé. Chúng ta cùng đọc câu 2. Các em đọc lại câu 2 lần nữa. Cô mời các em cùng đọc cả bài. Các em đọc lại một lần nữa cho cô nhé. Cô mời các em cùng đọc cả bài. Các em đọc lại một lần nữa cho cô nhé. Cô mời cả lớp chúng ta cùng đọc bài đọc nhạc số 2 kết hợp với làm động tác ký hiệu bàn tay. Thank you.
Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em vẽ khuôn nhạc, nốt nhạc, bài đọc nhạc số 2 vào tập. Chuẩn bị tiết 8 tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao.